trời mưa đó, nhà mình sẽ làm món cá cơm kho khô cho các bạn xem ạ. Thì các bạn cũng biết là cái lợi ích của cá cơm đúng không ạ? Cá cơm thì một trong những loại cá rất là giàu dinh dưỡng, hay là thường để dùng làm nước mắm. Cá cơm không những tốt cho tim mạch này, cho giúp cho mắt sáng này, khỏe xương này, đẹp da và tốt cho mắt. Và đặc biệt những người nào muốn giảm cân, chúng ta có thể ăn cá cơm thì có thể giảm cân. Và các bạn biết là cái cá cơm này là một trong những loại thực phẩm được cho gọi là sạch, thực phẩm sạch, nó không có hóa chất. Vì thời buổi bây giờ các bạn cũng biết là thực phẩm bẩn rất là nhiều, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải biết lựa chọn những thực phẩm nào mà ăn tốt cho sức khỏe và đảm bảo sạch cho cả gia đình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái món cá cơm kho khô. Thế chúng ta chuẩn bị cá này. Cá chúng ta rửa sạch. Chúng ta rửa sạch rồi chúng ta sẽ cắt bỏ đầu đi. Rửa sạch và cắt bỏ đầu. Đó. Rửa sạch cắt đầu đi. Và bước đầu tiên chúng ta đã tiến hành ướp cá. Từ từ ướp cá chúng ta ướp trong khoảng tầm 10 đến 15 phút. Chúng ta cho các cái gia vị vào chúng ta ướp cá. Cho lên hạt nêm này. Và cho bị hạt nêm nhé. Một ít đường này. Một xíu nước mắm. Hôm nay ở quê mình là trời mưa các bạn, nên là ăn cái này thì tốn cơm lắm. Và đây là tỏi. Tỏi mình băm nhỏ đi. Mình trộn đều cá với các loại gia vị vào ướp trong khoảng từ tầm 10 đến 15 phút. Và nhà mình thì nếu mà nhà nào mà ăn được ớt cay thì bỏ ớt cay nó là ngon đấy. Nhưng mà nhà mình có con nhỏ nên mình không cho ớt cay vào. Mình cho ớt cay vào thì bé nhà mình không ăn được nên mình chỉ không cho ớt vào. Hôm nay trời mưa thì chiều này rất là tốn cơm. Chúng ta khoảng tầm 10 đến 15 phút. Và món cá cơm á, mà chúng ta nên ăn tuần một lần. Vì thường thường các thực phẩm thịt, cá, trứng, tôm thì chúng ta phải xoay đều những ngày trong tuần. Ngày này ăn cá thì mai chúng ta sẽ ăn cơm và ăn tôm, ăn thịt và ăn những đồ như hải sản thì chúng ta lại ăn, nghĩa là trong tuần chúng ta lại thay đổi bữa. Và một trứng nữa, chúng ta nên ăn một bữa, một tuần một bữa thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình. Và mình cũng về ăn uống của gia đình mình rất chú tâm, các bạn hãy chọn những thực phẩm nào sạch mà an toàn thì mình trở ra nên ăn. Còn nếu chúng ta ăn những thực phẩm bẩn thì nó sẽ hại sức khỏe của mình. Đó. Và bây giờ chúng ta sang bước thứ hai. Bước thứ hai chúng ta kho cá nhé. Chúng ta chuẩn bị một bát nước sôi như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thắng đường để làm màu cá lên ạ. Thì chúng ta để cho một ít dầu ăn vào. Chúng ta cho một ít dầu ăn vào để chúng ta làm màu, tạo màu ạ. Một số người họ thì có thể dùng màu ở ngoài chợ nước màu á, nhưng mà đối với em thì em sẽ làm cái nước màu tự làm cho nó đảm bảo sức khỏe. Làm màu như thế này thì đơn giản các bạn nhé. Chúng ta chỉ cho một ít dầu ăn vào, cho một muỗng ở một ít đường vào. Chúng ta cho một đường vào
rồi. Quấy đường với dầu như nào mà nó chuyển thành màu trắng rám ấy, chúng ta đổ nó vào. Đường đất sắp chuyển màu cũng rán nhé, và đừng phải đổ đá vào thì nó mới tạo màu được. Thôi mình tạo màu hơi ít, nếu mà có màu đẹp hơn chúng ta có thể cho thêm một ít đường nữa, xong rồi chúng ta tạo đường cho nó vàng đều, nó bỏ vào thì bỏ hơi sớm. Đây ăn rất là béo, là thơm các bạn ấy, ăn ngậy rất ngon. Cho để chút sôi này, cho để nước vào. Cho đun đường và để cá chín mềm. Món này nếu mà các bạn bỏ một ít chay vào nữa là ngon, rất là ngon. Còn mình không cho ít chay thì mình cho hỏi con mình ăn nữa, mình không cho ít chay. Cái này trẻ nhỏ ăn rất là tốt, cũng ăn cũng có thích. Cái này cá cơm này nó ít sơn cho nên tầm 3 tuổi ở đây mà chúng ta phải ăn được, trẻ bằng tầm 3 tuổi ở đây chúng ta có thể là rửa cái xương sợ xương chính xương sống của nó thôi, còn lại chúng ta có thể ăn cả xương một tí luôn. Mẹ mình đứa thứ hai mới 3 tháng, hơn 3 tháng tuổi, nên là mình ăn cái cá cơm này rất là lợi sữa này nhé. Ăn cá cơm này lợi sữa thì tuyệt luôn.
cá cơm nó rất là lợi sữa. Lợi sữa. Ăn vào con sữa bún phở thế. Chả cá chín mềm xong rồi chúng ta sẽ tắt bếp và thưởng thức món cá của mình. Và hôm nay các bạn nếu xem video của mình và cảm thấy video của mình chút có ích thì hãy chia sẻ và nhấn like nhé. Mình xin chào.